Hôm nay em giới thiệu những cái mẫu vô hữu hình trái măng cụt. Đây là chữ khắc, chữ mã đáo thành công. Đây là chữ tài lộc, thuận buồm xuôi gió. Mẫu này là mẫu gia đình. Mẫu này là chữ mẫu chữ mai lộc. Và đây là chữ vợ chồng. Còn bộ hàng ở bên em á, là được ốp mót cách nhiệt ở trên nắp nè. Và ở bên trong ở thành vỏ bình em cũng có ốp mót cách nhiệt. Lớp mót cách nhiệt này dày lắm, giúp cho ấm trà của mình nó được nóng lâu hơn. Và đặc biệt là nó giữ được cái mùi hương thơm của trà cũng được lâu hơn. Còn bộ hàng bên em á, là được ốp mót cách nhiệt ở trên nắp và ở trong vỏ bình. Hiện tại những cái mẫu vỏ bình này em đang có đủ xay cho mọi người lựa chọn, là xay 0.8 lít giá 800.000, xay 1 lít giá 1 triệu, xay 1 lít rưỡi giá 1 triệu 2 và xay 2 lít rưỡi giá 1 triệu rưỡi. Còn bộ hàng bữa bên em là được kiểm tra hàng, được miễn ship, được tặng kèm theo một cái ấm tích. Được tặng kèm theo một cái lon đựng trà cũng bằng gỗ dừa. Và tặng kèm theo một cái hộp kẹo dừa đặc sản của Bến Tre. Mọi người nhớ nghe, mua hàng ở bên em là được tặng kèm theo 3 món: ấm tích, lon đựng trà bằng gỗ dừa và hộp kẹo dừa. Hàng ở bên em là được kiểm tra hàng thoải mái. Mọi người có nhu cầu mua vỏ hũ ấm trà bằng gỗ dừa hình trái măng cụt này thì liên hệ với em Mỹ Nghệ Dừa Xuân Lan 0984 383 345. Những mẫu này hiện tại em đang có đủ size cho mọi người lựa chọn phù hợp với gia đình của mình.